dám thời điểm. Dạ, bên đây rồi, mời cả nhà mình lên trên cái địa hình đây. Đây này, cái chú ơi. Chú ơi. Dạ, sư. Cái phân đây này. À vâng. Đấy, cái này là phân đấy. Cây vâng. Cây đấy, này mục ra phân đấy, thằng Nhật Bản toàn làm vậy thôi. Vâng. Đấy. Con đang rửa tay xíu. Dạ. Cái này run nhiều lắm đấy chú. Dạ. Đấy. Đang sư trò là đang mua một số cây về trồng. Cây trồng cải thiện thêm. Dạ. Thôi. Chú cứ làm đi. Cứ lên cứ quả trái kia. Dạ không được rồi, con có ở trên đây xưa. Đây. Hay là ngồi ở dưới này cũng được. Không chú chặt thì mở đâu chú.